Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới lựa ra được một ít cây phi điệp lá mít cổ đại, là cái dòng hoa lai giữa mít 4N với lá nhựa đúng không ạ? Nên là cái dòng lá của nó còn có sự hơi nhăn của lá lá nhựa đúng không ạ? Đây cả nhà con nhìn thấy này. Đó. Đẹp lắm, nói chung là cái dòng này là lá xếp của nó cực kỳ là xinh luôn đây này. Đó. Và lại là thân xanh nữa nên là cái cơ hội chúng ta săn năm cánh trắng cũng rất là cao đúng không nào? Đó, đây là mặt bông xổ số nhất cả nhà nhé. À, bình thường mỗi chậu một thân gia đình em Thảo bán từ 280 cho đến 300 này, còn hai thân là từ 315 đến 350 đúng không ạ? Hôm nay em chỉ bán với giá là 250 với một thân và 280 với dòng hai thân nhé cả nhà nhé. Cây cực kỳ là xinh xắn dễ thương luôn đấy ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy cây cao từ 25 cho đến 30 cm nhé. Có cây của nó sẽ cao hơn một chút xíu, nếu mà đối với dòng một thân thì nó sẽ cao khoảng gần 35 cm này. Đó, cực kỳ là yêu luôn. Đấy. Và hiện tại thì số lượng em Thảo không có nhiều nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Cây đẹp lắm, cái dòng hoa này cực kỳ là riêng chúng ta chơi thân thôi thì cũng đã cảm thấy rất là đẹp rồi đúng không ạ? Rất là yêu rồi đúng không nào? Chúng ta phải mua một vài chậu về chúng ta trồng vào một chậu thì nó sẽ cực kỳ là xinh xắn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có một vài chậu địa lan em sẽ bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Đầu tiên đây ạ, đây chính là hồng giai nhân. Cái dòng hoa này cần cái lưỡi của nó đỏ rất là đẹp luôn này, nhìn thấy không ạ? À, cái lưỡi đỏ và cái cánh của nó ở giữa nó có cái viền hồng lên rất là xinh luôn, nên là nó chưa nở đâu, nó chỉ còn đang hé hé thôi. Nhìn cái môi của nó này, cái môi của nó đỏ như một cô gái mới lớn luôn đúng không ạ? Đây mới một chậu của nó này, cả nhà các bạn nhìn thấy này, còn đang có nụ nhá. Đấy, xinh lắm đó. Hiện tại thì em còn có 5 chậu, bình thường em Thảo bán là 350 đến 380 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán với giá là 320.000 một chậu đấy, còn rất là xinh luôn đây này. Đó, hiện tại đây là còn có 3, còn có 5 chậu là hồng giai nhân nhé cả nhà nhé. Mặt bông cực kỳ là xinh xinh đây. Và bên này đây ạ, đây chính là, và đây là cái dòng địa lan hoàng kim hương mỹ nhân của nhà em. Có cái mặt bông cả nhà các bạn nhìn thấy này. Mặt bông này nếu mà là kìa hơi hơi giống với cây kiếm đúng không ạ? Đây. Đây, có cái lưỡi của nó này đốm đốm cực kỳ là đẹp luôn đây này. Nhà nhìn không ạ? Đó. Nếu mà hoa này mà là cái địa lan Trần Mộng thì là đang được rất nhiều anh chị em yêu mến, muốn sưu tầm cái mặt đó, hoa có cái cánh hơi xanh như này đúng không ạ? Đó, đây là địa lan hoàng kim hương mỹ nhân. À, bình thường em Thảo cũng bán với giá là 350 cho đến 380 đúng không ạ? Bụi này to lắm này, cả nhà nhìn thấy không này? Cây thì xinh đúng không ạ? Lá cũng rất là đẹp nữa. Em bán với giá là 330.000 một chậu. Rất là đẹp, xinh xắn, dễ thương. Còn có 4 chậu nhé cả nhà nhé. Và phi điệp lá biên phát tài là một trong những cái dòng hoa có thể nói là hot nhất của nhà em luôn. Và cái dòng hoa này có cái dòng lá biên phát tài thu hút may mắn và tài lộc đúng không ạ? Đây này cả nhà có nhìn này. Đó, và lá biên này là cái dòng lá biên có giá trị đấy, bởi vì cái dòng lá biên lá ngắn mà. Đó, lá biên mà nó càng ngắn thì nó càng có giá trị đúng không ạ? Em bán lá biên phát tài với giá là 400.000 một chậu. Hiện tại em còn có 4 chậu thôi nha cả nhá. Đây ạ. Đó, xinh lắm. Em quay ở trong, ở đằng sau đây nó hơi tối một tẹo. Nhưng mà đây, đẹp quá ạ. Đẹp lắm. Còn cái này là cái mặt bông của nó, cả nhà có nhìn ở trên màn hình này, em có để mặt bông đây ạ. Còn mặt bông của cái đó này, hoàng kim hương mỹ nhân này, đẹp không ạ? Nói chung là đẹp lắm, cây nào cũng xinh. Ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng đã lựa ra được một vài chậu cây phi điệp năm cánh ám luôn ạ. Có mặt bông như cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy lá xếp cực kỳ là xinh luôn đúng không ạ? Cái thân của nó này, thân đỏ rất là đẹp ạ. Và cái dòng hoa này là cái dòng năm cánh ám của Phú Thọ lai với lá mít đúng không ạ? Và nó sẽ đã ra cho chúng ta một cái dòng hoa có cái lá của nó cực kỳ là xinh và cái mặt bông như cả nhà nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đó. Xinh lắm. Cây cao từ 25 cho đến 35 cm nhé cả nhà nhé. Đó, cây nào cũng xinh. Đây ạ. Đây. Dòng một thân em Thảo ngày hôm nay bán duy nhất chỉ có 250.000 thôi nhé cả nhà nhé. Còn dòng hai thân thì em sẽ bán với giá là 280.000, giống như cây phi điệp lá mít cổ đại đúng không ạ? Đây là cây lá mít xếp năm cánh ám cực kỳ là xinh. Ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng vừa mới về được thêm một ít hoàng thảo kiều dẹt, là một trong những cái dòng hoa
nằm trong top 7 loại hoa lan quý hiếm và có giá trị đắt đỏ nhất ở Việt Nam mình đúng không ạ? Và cái dòng hoa này không những là đẹp về thẩm mỹ mà cái dòng hoa này còn được mệnh danh là nữ hoàng của dòng hoa kiều đúng không ạ? Với mặt bông lá vàng tươi nở bền nhất trong dòng hoa kiều luôn. Và cái dòng hoa này chính vì là nó quý và nó hiếm đúng không ạ? Nên nó hơi đỏng đảnh một chút, nên là cũng có rất là nhiều anh chị em đã từng thuần nhưng mà bất thành đúng không ạ? Và đây chính là cơ hội cho anh chị em có thể là sưu tầm cho mình được một vài chậu về chúng ta để làm giống nhá. Bởi vì là thực tế là khi chúng ta mua hàng rừng về mà chúng ta trồng đấy ạ, thì nó cũng hay bị trột đi đúng không ạ? Đó, mỗi một chậu của nó này xinh lắm luôn. Và cái dòng hoa này nó cũng không quá là cao đâu cả nhà nhá. Đẹp lắm. Đó, em bán là 220.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Hiện tại thì em không có nhiều đâu. Nói chung là cây ngày hôm nay em là những cái cây em tự chọn nên là cây nó xinh lắm. Đó, Hoàng Thảo Kiều Dẹt. Và đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Với mặt bông cực kỳ là xinh đẹp và em có thể cho cả nhà xem. Đây chính là mặt bông của nó này, đẹp cực kỳ luôn. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm cái dòng kiếm hoa vàng lưỡi trắng. Cái dòng kiếm lá ngắn, bản lá rất đẹp, hơi nhăn và có cái dáng kiếm rất là đẹp đấy ạ. Cả nhà có nhìn thấy con này, đấy, cái dáng kiếm rất đẹp nhá. Nhưng mà không may mắn là nó sẽ bị gập lá như thế này. Bởi vì là trong quá trình vận chuyển nhà xe họ không để ý đấy. Đó, buồn quá, đây này này. Đó. Em bán với giá thanh lý là 190.000 một chậu. Cái dòng kiếm này đẹp lắm luôn đây này. Cái dòng kiếm vàng, hoa vàng lưỡi trắng này rất xinh luôn này. Đẹp không ạ? Và người ta ví là nuôi kiếm giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất khỏe và đẻ cực nhanh luôn. Em bán 190.000 một chậu. Mặt bông như cả nhà quạnh nhìn ở trên màn hình này đây rất là xinh này. Đó. Đây nữa này. Em cảm ơn cả nhà mình đã luôn ủng hộ em nhá. Bởi vì là cái lô này về thật sự không may mắn tí nào đây. Cứ bị gãy lá này. Nhưng mà không gãy nhiều đâu. Để làm giống vẫn rất ngon lành nhá. Đó, số lượng không có nhiều đâu này. Em lọc ra được bằng này cây. Bình thường em Thảo toàn bán 280 đến 350 đúng không ạ? Và cái dáng kiếm này thì cao thủ nào mà chơi hoa thì nhìn là biết đúng không ạ? Đẹp lắm. Lá ngắn mà nó còn cứng, cái dòng cứng nó thẳng lên đẹp cực luôn. Đó.